Mang mic xuống. Có mong muốn gì? Ủa đấy không có đấy. Ủa đấy gặp mặt đâu thế? Mong muốn của tôi thì tôi muốn là bài hiền sẽ là đầu mối của toàn xã và tập truyền cho tất cả chị em ở trong xã để tập cho chị em có sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn ý kiến của chị Tịnh, em chủ tịch hội đồng xã Thanh Mai. Thế và bây giờ xin một ý kiến nữa của một chị trẻ tuổi. Thế rồi là chị Nguyễn Thị Tịnh là hiện nay đã là 60 tuổi rồi, và mong muốn được sống vui sống khỏe, muốn là yêu ga được lan tỏa ra cho chị em phụ nữ trong toàn xã. Còn ý kiến của người chị là những người chưa đăng tập yoga bao giờ, mời ý kiến của chị Hương. Chị Hương thì không, Hương thì không sao không nào. Đến với lớp yoga này là mong muốn được trẻ được đẹp nhé, sức khỏe được tay đang tuổi trẻ. Vừa rồi là lớp chúng ta đã được nghe ý kiến của một chị 60 tuổi và một chị mới có 35 tuổi, và bây giờ là chưa tập bao giờ, chưa từng đến với yoga, và bây giờ xin ý kiến của một chị khác là cũng đã được làm quen với yoga một thời gian, đang có một cái rất là đẹp ngoài chị Hương. Kính thưa tất cả các ông, các bà, các bác, các chị và các chị em ở trong hội nghị hôm nay đến với hội nghị khai giảng lớp của yoga. Đẩy cái tay nó hơi lỏng. Yoga của tôi hôm nay thì tôi có một cái ý kiến như này về yoga. Tôi cũng đã tập yoga được một thời gian, tuy không được dài nhưng mà cũng được một thời gian rồi. Thì tôi cảm nhận về môn yoga, thì môn yoga thì là tập thì rất tốt cho mọi người. Thứ nhất là về thể hình thì làm cho chúng ta là có một thân hình dẻo dai và cân đối. Thứ hai là về sức khỏe, tập yoga thì rất tốt về sức khỏe. Thứ nhất là về xương khớp, thứ hai là về tinh thần. Khi mà tập yoga thì điều chỉnh về xương khớp rất là tốt, con người thoải hóa này, con người bị đau xương không tốt. Và khi mà mình tham gia tập yoga cho chữa cho, và cháu
cháu thiếu thì có bảo là này nếu mà cô mà cô chỉ có tập yoga thì nó sẽ khỏi, chứ còn nếu mà cứ chữa các cái thuốc chữa bệnh mà thì chỉ được một thời gian. Do vậy mà yoga thì nó không phải là có tác dụng chữa bệnh, mà yoga là có tác dụng phục hồi chức năng. Khi mà chúng ta đã từng bị xương khớp, chúng ta đến các thầy thuốc chữa thì là chúng ta về chúng ta tập luyện thì là hỗ trợ cho xương khớp chúng ta nó khỏe được lâu, chứ không thì nhiều khi là các thầy thuốc lại bị oan bảo là đi chữa bệnh nhưng mà không phải là do chúng ta như là cái con dao cái cuốc chúng ta nó phải ham thầy thuốc người ta mài người ta chữa người ta chữa cho chúng ta rồi, chúng ta không tập luyện thì nó sẽ không được khỏi lâu về, mà nó chỉ được khỏi một thời gian rồi nó sẽ tái quay lại. Thế thì đấy là thứ nhất được về xương khớp, trên là tất cả chúng ta cũng không phải là mặc định là yoga là chữa bệnh, mà là yoga nó phục hồi chức năng, nó có tác dụng sau khi chữa bệnh xương khớp và nhiều các loại bệnh khác. Thế và cái thứ hai nếu nói về chữa bệnh thì nó là cái món ăn tinh thần, chữa về thân về tâm về trí chúng ta, cái tâm trí chúng ta được tinh thần được thoải mái thoải mái. Thế nói về sức khỏe thì sức khỏe con người ta không phải chỉ có không ốm đau bệnh tật, mà sức khỏe nó bao gồm cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, tinh thần không phải sảng khoái. Mà ngoài ra còn sức khỏe xã hội, tức là chúng ta lan tỏa được ra xã hội thì đấy mới là sức khỏe toàn diện. Nó có ba cái để cho chúng ta, tức là về tinh thần, về
vào, bước chân trái lên. Của mình, của gia đình.